trời nghe. Có chuyện quan trọng muốn nói với Đào. Thiệt hả? Con nói đi. Khoan đã. Đi. Ngồi xuống đây đi. Nè. Gì đây? Ồ. Trời ơi. Giấy báo trúng tuyển đại học. Ờ. Hết sĩ nha. Đào mà thi đại học thì bây giờ cũng... Thì cũng rớt chứ đậu sao nổi. Hoàn cảnh tụi mình khác nhau mà. Đào một cô cha mẹ sống nhờ chú thím. Ông bà nghèo, đã vậy còn cả bầy quỷ nhỏ nữa. Hết phổ thông là quá sức rồi. Đã đến lúc phải đi làm kiếm tiền phụ giúp ông bà. Thời buổi này kiếm việc làm đâu có dễ. Ê, đừng coi thường tôi à bồ. Mai tôi đi làm rồi đó. Đi làm? Ừ. Đào định đi làm ở đâu? Bí mật, chưa thể nói cho quan nghe được. Nè, có gì đâu mà phải bí mật. Ừ, thì cũng có gì đâu là bí mật. À. Chuyện gì chưa tới lúc bật mí đó thôi. Đối với quan, ngày hôm nay thật quan trọng. Đây là giấy thông hành vào đời. Ừ, ngày mai mình cũng vào đời. Có điều là... không cần giấy thông hành. Ok. Ok. Có chân. Đi đi mày. Hả, đợi lắm quá. Tới phiên ai? Hoài à. Thú bài đi. Mày đó. Cái lẽ này. Chặt hiểu nè. Chị ơi, em làm vậy được không? Nếu ăn bội thì được. Còn tiếp khách thì không được đâu. Nè, lau mặt đi. Chị làm lại cho. Hạnh đâu? Dạ. Hà đâu? Có em. Chị kêu kìa, nhắm lên đi. Được rồi. Đào đâu? Dạ em đây. Em đây chị. Cái gì vậy? Chị Phương ơi,
cái này cao và chật quá, em mang không được. Thì em phải tập đi cho nó quen. Trời ơi, váy của thằng váy dày mượn thằng dày. Thôi lẹ lên đi, trời ơi, khách còn đang đợi đó. Đã nói rồi à, kêu một cái là đi liền đi, mấy đứa chậm chạp quá. Nhớ những gì chị dặn chưa? Dạ nhớ. Chị yên tâm đi, thỉnh thoảng á em cũng nhậu với bọn con trai cùng xóm á. Bọn con trai cùng xóm khác, nhậu ở đây khác, hiểu chưa? Dạ hiểu. Xin phép anh Bảy cho em bây giờ ngồi tiếp anh nha. Ừ, được, được quá đi chứ. Ở đây. Thưa anh Tư, anh Tư cho em Hạnh để ngồi với anh nha. Phọt thì được, nhưng cái mũi to quá. Xin như vậy mà anh Tư còn chê hả? Thôi, em ra kêu giùm chị Hiền nha. Đào vô đây em. Thưa anh Năm, em này đặc biệt dành cho anh Năm, mới làm ngày hôm nay. Anh Năm nương nhẹ ha. Vô đi em. Ừ. Dạ. Được, vô đi em. Vậy là anh hên rồi. Xích vô anh Năm chút xíu đi em. Xích chút nữa đi, trời ơi. Được, khá lắm. Em tên gì? Dạ, Ánh Tuyết. Quê đâu? Dạ, quê cháu miền Tây á. Dạ, quê em miền Tây á. Dạ, hoàn cảnh gia đình khó khăn túng thiếu. Cha mẹ bỏ nhau. Anh chị em gồm 12 người. Dạ, gần đây lũ lụt trôi nhà trôi cửa. Em... Thôi thôi, đủ rồi. Thôi thôi, ngày đầu tiếp khách mà rành quá vậy. Ai dạy? Lâu mau. Ừ. Nói. Đừng đợi con tan nữa mẹ ơi. Dạ, dạ chị Tài Tán dạy. Anh Tư, liệu ưng chưa? Được, khá lắm. Nè, ý Năm hả? Góp ý đi Năm. Thật ra thì chưa chịu lắm. Ừ. Miệng hơi rộng. Ừ, đúng rồi. Môi dày. Ờ. Nhưng bù lại. Cái gì? Sao? Cái gì? Da trắng. Ừ. Tóc dài. Ừ. Viết Dạ, cháu mời chú ạ. À. Lại chú nữa rồi. Dạ, em quên. Mời em phần trăm. Dạ, mời các chị. Mời, mời. Có 100% được. Đừng làm vậy, em thích. Em giận trong em càng xinh. Bọn con trai sớm em á, tụi nó nói em vừa xấu vừa dữ, không dám xin đâu. Dẹp cái bọn con trai sớm em đi. Anh thích tánh thẳng thắn của em mà. Bỏ ra. Em xấu với ai chứ đâu xấu với anh. Bỏ ra. Bỏ ra, tôi cũng thích mà. À. Đào sao gì đào? Sao vậy Năm? Mới vô làm mà vậy đó hả? Vậy là bị đòn hả? Đào, tôi xin lỗi. Đào, đào. Chị đã nói với em rồi, thời buổi bây giờ kiếm đồng tiền nó khó khăn, thì em phải biết chiều chuộng khách một chút chứ. Ai lại đi đến khách bao giờ? Bây giờ mà ông chủ có đuổi em thì đuổi luôn cả chị. Vậy có phải khổ hai chị em không? Em xin lỗi chị. Chị giúp em nhiều, nhưng em không thể làm được. Chào chị. Hơi. Giống như là tụi mình đóng quái vậy thôi. Hello, how are you? You có đau không? Mày quỷ quá. Chọc chút mày làm ghê không? Hello. Phước. Khỏe không? Chết. Anh Tuấn, sao qua có cua vậy? Bị bệnh, mệt quá. Giờ thì sao? Khỏe rồi. Ê, hai tụi mình đi bơi đi. Hôm nay nghỉ mà.
Ngay bây giờ hả? Có sao đâu. Chương trình của tụi em là chiều nay đi vô thư viện. Thôi dẹp đi, mai dẹp tính cho rồi. Phượng, Hồng, Nguyên, đâu có ai mang theo đồ tắm đâu. Khỏi cần, mình mới lãnh lương ông già mà. Tại hạ tuy nghèo nhưng cũng đủ đãi mỗi cô nương một bộ đồ tắm. Thế nào, đi hay ở? Đi thôi, tớ thấy không có vấn đề gì để từ chối cả. Ok, đi. Ngày đầu tiên như vậy là tốt. Chú chỉ lưu ý cháu là đừng để đồng hồ xăng chạy quá lố là sao không có tiền đâu mà đền. Dạ, cháu hiểu. Kìa, khách tới kìa. Dạ. Ba lên em ơi. Ê, xe mày có đổ xăng vậy? Còn đây. Xăng thiệt hay xăng giỡn đó em? Khó quá, hỏi không trả lời tôi. Đi đi rồi biết. Nhiêu vậy? 10.500. Khỏi thối, bo cho em luôn. Nếu mà xăng của em giỡn thì... Xăng giỡn thì xe đứng lại chứ có gì đâu. Chị hai. Mấy ảnh đáp anh tùm lum trong nhà. Vô luôn chị Đào. Chị Đào, tụi em dọn cửa sổ này làm vui được không chị Đào? Nãy giờ chị nói với chụp gôn hay hơn chị Đào. Sao mày? Tao nói nào. Ê, nói xong mà chối hả? Chị ơi, xạo à. Im hết, nghiêm. Chiều nay mấy giờ ba về? Dạ 6 giờ ba về. Má đi bán mấy giờ? Dạ như qua 5 giờ về. Vậy chiều nay tới phiên đứa nào nấu cơm? Dạ em á. Sao giờ này chưa nấu? Dạ em đi học trễ về. Chị ba bắt em vô đáp banh. Không được khóc. Con gái gì mà mong nước mắt. Thôi được rồi, tụi bay lo dọn dẹp đi. Chị đi nấu cơm. Chị hai à, tụi em lỡ thề rồi. Thề gì? Nếu không lật đủ 5 trái tụi em không ăn cơm. Mày ngon quá ha. Chơi luôn. Thôi được rồi, lấy banh ra. Quen ơi, tụi bay đi. Đáp lên chị hai, đập mạnh lên chị hai. Sẵn sàng chưa? Vô! Chết rồi chị hai. Làm sao vậy chị hai? Chị hai ba về. Hết biết rồi. Hay quá ha. Xong đá nữa đi các con. Kìa, còn hũ tu tắng của tao để trên bàn thờ kìa. Chơi luôn đi con. Trời ơi là trời. Con với cái. Đào. Nè, cái gì mà chị Đào. Gì? Ống bả. Đồng hồ. Chuyện dùm cái này. Đồng hồ. Chị Đào. Đinh Quang. Đồng hồ. Chị Đào. Đinh Quang. Đinh Quang nè. Phượng đã đọc rồi, cũng hay lắm đó. Đọc à, không? Thôi để mình đọc trước. Tôi cũng đang cần quyển sách này đó.
Có còn không vậy? À, không biết nữa. Có lẽ là không. Mà bạn học khoa quản trị kinh doanh à? Ừ không, tôi là Phượng, học bên ngoại thương. Còn tôi là Quang, học năm thứ nhất. Hay là Phượng cầm đọc trước đi. Dạ thôi, cảm ơn anh. Anh đọc trước, Phượng đọc sau cũng được. Nè, khoan đã. Phượng cầm đọc trước đi, tôi tìm cuốn khác. Cảm ơn anh. Phượng sẽ đọc nhanh rồi trả lại cho anh. Có gì đâu. Nè, bị người đẹp bắt mất hồn rồi phải không? Đâu có, mình đang tìm sách. À, có phải cô ấy tên là Phượng không? Giỏi. Nàng tên là Diễm Phượng, hoa khôi ngoại thương. Năm ngoái chụp hình lịch. Trời ơi, danh sách một con trai chết dưới chân nàng, đếm không xuể, chết la liệt luôn. Thiệt hả? Ừ. Nè, nếu cậu chịu đãi mình, chịu đãi mình một chầu bia, bia hơi, mình sẽ cung cấp cho cậu một số thông tin đáng kể. Nè. Đó. Đây là lịch năm ngoái. Năm nay có tin đồn là nàng sẽ lên lịch quảng cáo cho mì ăn liền Milliket. Và sau đó là bột giặt đá xô. Thôi, mình tặng cậu. Nhưng mà nhớ đừng có quên chầu bia hơi nghe chưa. Có khó khăn gì cứ gọi mình. Mình sẵn sàng ngay. Thứ ba mới về. Cơm chưa con? Dạ chưa, con chờ ba. Lại đây con. Dạ. Nè, coi đi. Trời ơi, đồng hồ tốt quá. Ba cho con hả? Chừng nào mà con tốt nghiệp đại học á, ba sẽ mua cho con một cái đồng hồ tốt hơn. Dạ không, cái này cũng tốt lắm rồi ba. Cái đồng hồ này của ai vậy con? Dạ, của Đào cho con mượn. Con đem trả ngay cho người ta. Và không bao giờ được làm như vậy nữa. Tại sao hả ba? Đơn giản là gì? Ba muốn con trở thành một người đàn ông. Con hiểu không? Dạ, con hiểu ạ. Suốt cuộc đời cực khổ của ba, điều duy nhất là ba muốn con phải học thành tài. Ba nhớ cái hôm mà con trúng tuyển đại học á, suốt đêm ba không ngủ được. Ba vui lắm. Cái nghèo thì không nhục, nhưng mà cái dốt á thì nhục lắm con. Dạ, con hiểu. Khoan. Dạ. Cái vụ đồng hồ con toàn quyền sử dụng. Vậy là sao ba? Ba nhắc lại, con toàn quyền tự do sử dụng. Dạ. Có nghĩa là con có thể đeo, có quyền tặng ai đó tùy con. Ba nhắc lại, vấn đề là phải đàn ông, hiểu chưa? Dạ. Con hiểu rồi, con cảm ơn ba. Đào ơi, Đào. Có chuyện gì đến sớm vậy Quang? Mình quyết định tặng cho bộ cái đồng hồ. Hả? Chà, đẹp quá. Nhưng mà thu Quang đeo đi học đi. Để cái cũ cho Đào. Không, mình tặng cho bồ. Còn cái này, coi như là bồ tặng cho mình. Ok. Ok. Để đáp lại sự ga lăng của cậu, mình quyết định chở cậu đi học bằng xe gắn máy đến trường. Hả? Trời ơi, xịn nghe. Vừa mới đi làm mà đã có xe gắn máy. Ê bộ, ở thành phố của mình á, có xe nào nổi lớn bằng xe của Đào không? Ê, đừng có chê nha bộ. Máy còn ngon lắm á. Ông chủ đạp xăng đưa mình xài đỡ. Kể từ nay ha, Đào sẽ cho Quang quá giặt mỗi buổi sáng. Thôi thôi, mình đi học bằng xe đạp cũng được. Mắc cỡ hả? Mắc cỡ thì thôi. Không, tại Đào đi làm sớm, còn Quang thì đi học trễ. Và nhiều khi Quang phải về sớm, hay Quang nghỉ học. Không tiện thì không ép.
Thôi tạm biệt, tao đi làm nghe. Xin chào. Chào. Quang. Quang. Đau. Đau đâu? Con gái nơi có là không. Con gái nơi không là có. Con gái nơi một là hai. Con gái nơi hai là một. Con gái nơi ghét là thương. Con gái nói thương là ghen đó. Con gái nói giận là giận yêu. Con gái còn yêu đã còn giận. Nào vậy? Hoàng đến từ lúc đừng nghe những gì con gái nói đó. Chọc quê quá. Vậy trước nghe. Chào. Ôi chào em. Dạ. Nhớ là đúng 8 giờ sáng chủ nhật tụi mình tập tiếp nhớ nghe. Dạ. Sao? Tuần này học hành ra sao rồi? Cũng bình thường. Mấy bữa vừa rồi chẳng còn tâm trí đâu mà học với Hành. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Không. Hay có người ăn hiếp Quang? Ừ. Nhưng người đó là ai? Là một cô gái. Một cô gái ăn hiếp Quang? Cô ấy đẹp nhưng khác lớp, nhà giàu, học giỏi. Không hiểu tại sao từ khi gặp được cô ấy mình không quên được. Uống nước đi. Sốt rồi. Yêu mà sốt tới 40 độ dễ mất bình tĩnh lắm. Đào nói sao? Đào nói Quang yêu rồi. Yêu? Yêu. Quang yêu. Đúng vậy. Quang yêu rồi. Sao làm bài được không? Cũng được con ha. Thì cũng được. Phương. Ai tới kìa. Chào anh. Chào anh. Thôi mình đi trước nha. À hôm nay lớp Phượng thi hả? Bài thi khó không vậy? Khó, nói chung là khó. Anh định nói gì phải không? Tôi rất quý mến Phượng. Cảm ơn anh. Cái đó đâu có gì đặc biệt. Tôi rất mong sẽ có một dịp nào đó được mời Phượng đi ăn kem hoặc là đi xem phim. Tôi sẽ nhận lời
Nếu như anh đồng ý mời tất cả các bạn, các bạn gái của tôi. Được, tôi sẽ rất vui. Nếu như... Tôi có tất cả 9 đứa bạn gái, cộng có tôi nữa là 10. Bây giờ anh định mời ăn gì và ở đâu? Tôi... Ê, đi đâu nha, phượng cái đó. Tụi tao đi trước nha Tuấn. Đi nha Tuấn. Thì sao chị em? Làm bài được không? Em làm được cỡ 70-80% mà. Lúc đầu á em run quá. Ai vậy? À, đây là Quang, sinh viên năm thứ nhất. Còn đây là Tuấn, bạn trai tôi, đang học năm thứ 3. Chào anh. Mới năm thứ nhất, tao cho là khá đó mày. Đi em. Tạm biệt. Chào. Bao giờ anh cũng dành một ngăn lớn nhất trong trái tim để yêu em. Thiệt không đó? Thiệt mà. Con trai mấy anh khó tin lắm. Tại sao lại không tin? Tuấn! Phượng à, anh... Đủ rồi. Đưa tôi. Phượng. Phương, cô hai đi chơi về sớm vậy? Má tôi đâu rồi chị? Dạ, bà đi chùa, bà nói tháng này gia đạo xấu lắm. Cái gì? Lại đi chùa à? Còn ba tôi đâu? Dạ, ông đi công tác. Anh, tại sao em đến trễ hoài vậy? Trời xanh anh ra để chờ đợi em phải không? Trễ chút xíu cũng là nữa. Kìa, đến trễ còn khóc nữa hả? Anh đã mua cho em một căn nhà rồi, em còn muốn cái gì nữa? Thôi, đừng có buồn nữa, đi vô. Phải, anh mua căn nhà cho em, nhưng mà căn nhà đó đứng tên anh. Em, anh đứng tên hay em đứng tên, điều đó không quan trọng. Vấn đề là hạnh phúc của anh và em. Em đã nói, em chỉ cần có mấy cây để mở cái shop bán quần áo. Chứ hàng tháng, ngửa tay xin tiền anh, nhục lắm. Cứ mỗi lần gặp con Phượng, nó nhìn em bằng nửa con mắt, em mắc cỡ lắm. Em đừng buồn nữa. Nhược điểm của anh là anh rất cưng chiều Phượng, vì anh chỉ có một mình nó. Anh giúp em làm vốn buôn bán, để hàng tháng em khỏi xin tiền anh. Đi anh. Dạ, thưa ông bà dùng gì? Anh chờ một chút. Dạ. Đi anh, chỉ cần 6 cây là đủ rồi. Chà, tính toán kỹ quá ha.
buôn bán có tiền để cặp kè với trai hả? Tính cắm sừng tôi phải không? Anh nói vậy mà nghe được hả? Từ hồi đó đến giờ em chỉ biết có một mình anh thôi, có ai nữa đâu. Chỉ có anh ngự trị trong trái tim đau khổ của em. Hình ảnh của anh choáng ngập hồn em. Thiệt không? Thiệt mà. Thiệt hả? Em xin thề. Mấy cây? 6 cây. À, xin lỗi, các bạn cho tôi hỏi thăm. Sao mấy bữa nay không thấy Phượng đi học? Anh hỏi đi làm gì? À, tôi muốn mượn cuốn sách. Anh biết không? Anh là người thứ mười mấy hỏi thăm Phượng để mượn sách rồi đó. À, tôi không biết. Thôi đừng có chọc nữa. À, mấy bữa nay Phượng nó bệnh nằm ở nhà đó. Nếu anh cần thì cứ gọi điện thoại cho nó. Gì điện thoại? Hai hai năm sáu ba chín. Cảm ơn các bạn, tôi đi nghe. Không có gì. Bye. Alo. Alo, xin lỗi cho tôi gặp Phượng. Dạ tôi là Phượng đây. À Phượng hả? Quang nè. Xin lỗi, Quang nào? Quang năm thứ nhất đây, Phượng nhớ không? À Quang đó hả? À, Phượng khỏe chưa? Cảm ơn, Phượng đã đỡ rồi. Mà sao Quang biết số điện thoại của Phượng vậy? À, Quang hỏi các bạn ở lớp Phượng mới biết đó. À, Phượng nè, Quang muốn đến thăm Phượng được không? Quang đến đi. Số 340, đường Đồng Giao. Quang sẽ đến ngay. Rồi, Phượng sẽ chờ. Đâu? Ê, chào. Chào. Sửa xe hả? Ờ. À, mình mới đến chơi nhà Phượng về. Phượng nào? À, cái cô gái bữa trước mà Quang nói đó. À, rồi sao? Phượng đồng ý chiều mai đi chơi với Quang, cho mình mượn xe máy nghe. Ok, xin chúc mừng. À, thực ra thì Quang cũng chưa biết đưa Phượng đi chơi đâu đây. Ờ, thì đi xem phim rồi về. Chỉ có vậy thôi hả? Nếu khát thì uống, đói thì ăn. Rồi còn gì nữa? Vui thì quậy, nếu buồn thì giỡn, còn nếu khóc thì dỗ, còn nếu... Gì? Thôi đi, đừng có giỡn nữa. Nếu hoài. Người ta đang điên cả cái đầu lên đây, có đó mà giỡn nữa. Nè, nói một cách nghiêm túc đi. Được, vậy thì nghiêm túc. Nghe nè, khi mà yêu á thì người ta phải biết cao thượng quá những cái tầm thường, hiểu không? Hiểu. Chắc không? Chắc. Và ngược lại, người ta phải biết tầm thường quá những cái cao thượng nhất, hiểu không? Hiểu. Giỏi. Nhưng tại sao lại phải như vậy? Trời, có gì khó hiểu. Thì tóm lại, làm như vậy để khỏi trở thành một thằng khùng điên khi yêu. Gì? À, cười hả? Phải cho đầu một trận mới được. Đứng lại. Đau, đứng lại. Giỏi, qua đây nè. Qua đây, quá. Qua đây đi. Không chơi nữa. Quang xin lỗi vì tới trễ.
xe của Phượng nha. Thôi khỏi, xe này hơi cũ nhưng mà mới tốt lắm. Vậy bây giờ đi đâu? Tùy Phượng. Mình đi uống xin tốt. Lỗi, qua không nghĩ là nó... Không sao, hơi cũ một chút, nhưng được cái máy tốt. Nhưng giờ thì đảm bảo chạy tốt rồi. Chết nữa rồi. À, có lẽ tại cái buji. Quang nè, Phượng nói nghe. Thôi, đừng sửa nữa, vô ích. Qua bên kia uống nước đi. Xin anh chị thông cảm, quán em chỉ bán buổi sáng và buổi tối, trường nghỉ bán. Chị hai, anh quán kìa. Học bài đi. Vui vẻ chứ? Ừ. Quang. Cười gì? Đâu cười gì đâu. Tao chỉ hỏi Quang đi chơi vui vẻ không chứ bộ. Vậy Đào đi bao giờ chưa? Chưa. Ôi, nhưng tôi lạ quá gì tình yêu. Giỏi quá ha. Chứ sao? Thì đọc sách, coi phim, rồi nghe rồi nhìn thấy, chưa đủ hả? Tạm biệt. Quang. Khỏi tiễn. Quang. Khi nào cần gì á, Quang cứ kêu. Nếu cần xe thì cứ nói với Đào. Cảm ơn, chiều nay tôi đã đủ đau tim và lên cơn sốt vì nó rồi. Phượng, anh muốn nói chuyện với em. Tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Anh xin lỗi vì chuyện bữa trước. Anh yêu em thật lòng mà. Phượng, em hãy tin anh. Anh yêu em mà. Anh buông ra đi. Với ai mà anh chẳng nói câu đó? Với Loan Khoa Ngoại Thương, với Thủy năm thứ nhất. Em hãy nghe anh. Anh yêu em mà. Quang, Quang. Có kêu Quang kìa. Quang, quên hẹn là trưa nay chơi tennis à? Giữ cặp cho Phượng. Phượng nè, nhưng mà Quang... Phượng chở Quang đi. Phượng, Quang... Đi thôi Quang.
Phương. Đi qua. Phương à, Quang đã nói là Quang không biết chơi tennis. Không sao đâu, dễ ợt à. Ra đi rồi Phượng chỉ cho Quang sơ sơ là Quang biết đánh ngay thôi. À, đây là quần áo của ba Phượng á, nó hơi rộng một chút thôi. Quang đi thay đồ đi, nhanh lên nha. Nó đâu? Quang, chuẩn bị nè, Phượng phát banh. Ê, tụi bay ơi, tướng này lụm banh được á. Không có đó. Con nó lụm banh kìa. Bình tĩnh Quang, chuẩn bị nè. Nó bắn chim tụi bay ơi. Cho nó lụm chim được á. Mất chim rồi. Lụm banh cha. Không biết đánh cho lên Quang. Coi mặt là giống có mấy lụm banh không kìa. Bảo đảm còn nữa thôi. Còn nữa. Coi kìa. Còn nữa. Còn nữa đó. Thằng này không có banh đâu, cần lưới. Còn lụm banh đi cha. Ra sân đi. Bravo. Bravo. Lụm banh đi. Quang, cố gắng đánh trúng banh. Thằng này nó quấn banh nó nha. Ở đây xong rồi, ra đi ơi. Ra vô, ra vô. Lộng banh, lộng banh. Cút ngay đi, chỗ này không phải dành cho mày. Tại sao tôi lại phải đi? Chính Phượng mời tôi tới đây mà. Nhưng tao muốn mày biến khỏi đây. Anh không có quyền. Mày thách tao à? Mày thách tao hả? Buông đi ra, buông ra. Phượng, anh không có quyền làm như vậy. Phượng. Ê, mày phải biết mày là ai chứ. Quang à, Quang cho Phượng xin lỗi. Phượng không cố tình đâu Quang. 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 Sao bữa nay Quang có chuyện gì buồn vậy? Bữa nay đầu rảnh nè, Quang có đi coi phim với mình không? Không. Sao lúc này Quang ít ghé Đào quá vậy? Quang đi chơi mới về hả? À, Quang mới chơi tennis về. Ủa, Quang đâu có biết chơi tennis. Quế bắt Quang chơi hả? Quang sẽ không bao giờ đến đó nữa. Chỗ đó không thích hợp với mình. Cô ấy không yêu Quang đâu. Cô chỉ yêu cái bọn con trai nhà giàu đẹp trai thôi. Mình chắc chắn là như vậy đó. Quang không cần biết. Đào đừng xen vào đời tư của mình. Tôi xen đâu? Xen nào? Mấy tuần gặp Quang, tôi buồn buồn sao? Có lẽ vì cô ấy mà Quang giận tôi. Từ nay tôi không làm phiền Quang nữa đâu. Ê, Đào, Đào, đừng giận mình. Mình cũng đang buồn lắm Đào à. Với lại mình cũng rất cần tiền nữa. Hay Quang đi làm với mình đi. Thôi, Quang còn phải học. Trời ơi, làm ngoài giờ có tiền bo nữa nhiều lắm á. Làm gì? Rửa xe.
tụi Quang làm được liền ha. Con chào bác. À, Tuấn đó hả? Vô đi cháu. Dạ, thưa bác, Phượng có nhà không bác? Nghe nói nó đến thư viện để đọc sách. Cháu không đi đọc sách với nó sao? Dạ, con với Phượng giận nhau. Thôi chết, có chuyện gì vậy? Dạ, chuyện nhỏ thôi bác. Chị ba, rót nước cho khách. Dạ. Ra uống nước với bác. Ba má cháu hồi này ra sao? Tòa án đã quyết định cho ly thân. Bây giờ mỗi người ở một cái villa riêng. Lúc này cháu buồn lắm. Hai người kêu cháu về ở chung, nhưng cháu chưa nghe. Cháu thích ở riêng, khỏe hơn. Gia đình ba cũng buồn lắm. Nếu không vì con Phượng thì chắc bác đã chia tay với ông ấy. Dạ, mời bà dùng nước. Mời cậu dùng nước. Cháu uống nước. Dạ, cảm ơn bác. Có chuyện gì cháu nói bác nghe. Dạ, hồi này Phượng có quen với một người bạn trai khác. Vậy à? Thằng đó làm gì? Ở đâu? Dạ, nó học ở trường cháu. Nhưng nó là bụi đời. Ngoài giờ học, nó còn rửa xe kiếm tiền. À, nếu rửa xe mà kiếm thêm tiền học thì cũng tốt chứ cháu. Dạ thưa bác không ạ. Vậy nó làm sao? Nó dùng tiền để hút và chích xì ke. Trời đất ơi, con gái bác nó điên rồi. Chỗ đàng hoàng không muốn, lại lao thân vào chỗ chết. Để nó về đây. Thưa bác. Dạ, thưa, nếu Phượng biết chuyện này lại càng giận cháu hơn. Được, cháu yên tâm. Bác sẽ có cách nói để cho nó hiểu ra. Cảm ơn cháu đã cho bác biết. Dạ, con xin phép bác con về. À, hôm nào rảnh con đưa bác đi coi bói. À, coi bói đâu vậy? Dạ, có ông thầy má con hay coi. Ông coi hay lắm bác. À, vậy thì tốt quá. Dạ, bác sẽ đưa con Phượng đi coi luôn. Chủ nhật được không? Dạ, lúc nào đi bác cứ điện thoại cho con biết. Cảm ơn con nhiều. Dạ, bác sẽ đi. Xin phép bác. Thưa bác con về. Trời ơi, con với cái. Thôi, Phương về nghe. Tạm biệt. Quang! Quang! À, Đào! Sao lại đi đường này? À, mình mới vừa đi ăn nhà hàng năm sao với mấy đứa bạn về qua đây thấy Quang á. Năm sao? Trời ơi, ngon vậy ta? Ờ. À, ủa? Cái này là... cái này hả? Mình thêm có gì đâu.
Dạ em Quang, để làm đó. Ăn đi. Ờ, thêm mình về. Dạ thưa bác. Ừ. Chào Phượng. Con chờ lâu chưa tướng? Dạ khoảng nửa tiếng. Mời bác và Phượng vô. Dạ chào thầy ạ. Xin chào thầy. Ừ. Mời mọi người ngồi. Dạ. Cảm ơn thầy. Ngồi đi. Lẽ ra bữa nay người 14 thầy không có coi á nghe. Nhưng mà vì nể quá nên đành á. À, coi gì hả? Nói đi. Dạ thưa thầy, thầy coi giùm bà cô và người bạn gái của con. Thưa thầy, xin thầy coi giùm tuổi này của hai cháu ra sao ạ? Cô tuổi Tỵ, cậu Thìn. Như vậy là rồng rắn lên mây. Hạp, hạp lắm. Thỉnh thoảng xuống nước, rồi lại lên trời. Số cô là số đào hoa lắm đó nha. Quỷ sứ, vậy có đúng không? Má. Dạ thưa thầy, xin thầy coi kỹ giùm. Thưa thầy, nếu một trong hai người lỡ thương người khác thì có sao không thầy? Chết. Kết về mạng khác hả? Thì trăm điều rắc rối á. Sạch. Cái gì vậy thầy? Điện giật. Dạ thưa thầy, có cách nào khác không ạ? À? Nếu điện không giật thì dao cũng đâm mà. Nếu dao không đâm cũng bị tạ axit à. Nếu không cũng chết bất đắc kỳ tử. Không thương nhau thì thôi, chứ có gì đâu mà thầy nói dữ vậy. Nè, tôi nói cho cô biết nha. Cái số của cô đào hoa lận đận đường chồng con lắm đó. Có biết không hả? Đừng có mà tưởng công danh sự nghiệp chưa thành đâu. Xin thầy bớt giận thầy. Cháu nó điếc không sợ súng, chưa biết nhìn xa trông rộng. Trăm sự nhờ thầy. Đó, hai đứa có nghe chưa? Nhất là con Phượng, đã sáng mắt ra chưa? Không biết gì, cứ cho là má lo xa, bịa đặt. Dạ, xin thầy dạy tiếp ạ. À. Dạ, thưa má, con xin phép con về trước. Phượng. Đó. Con với cái. Quỷ sứ. Thôi, đừng giận anh nữa. Chiến tranh như vậy là đủ rồi. Và bao giờ chiến thắng cũng thuộc về em. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh thử nghĩ coi, đã mấy lần rồi. Anh chỉ giỡn một chút cho vui thôi. Con nhỏ đó trước là bạn anh, bây giờ sắp lấy chồng rồi. Như vậy chưa đủ sao? Bây giờ còn thêm trò coi bói nữa. Cái này là má yêu cầu coi, chứ đâu phải anh. Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Phải rồi, bây giờ thì tính nghe cái thằng quan cù lần đó chứ gì. Tính cặp với nó hả? Tôi không cặp với ai hết. Đó chỉ là một người bạn thôi. Thôi mà, anh biết là em giận anh nhiều lắm. Anh xin lỗi. Và đây là lần cuối cùng. Em hãy tin anh đi. Mày ngồi, mày ăn ngoài. Ăn ngoài. Ăn cơm gà rồi. Đào, đã đến lúc con không còn đá banh hay thả diều với các em con nữa rồi mà. Vì con đã lớn sọn rồi, thành một cô gái rồi, còn gì con. À, cô chú quyết định cuối năm nay sẽ xây một cái phòng nhỏ riêng biệt cho con. À, Quang Hô Ba. Chị Đào có phòng riêng đảo quá. Phòng riêng của chị Đào, tụi con vô được không ba? Được, được con. Con với thằng Quang lúc này ra sao rồi? Ừ? Nói cho chú nghe rồi chú tính cho. Chị Đào với anh Quang
yêu nhau đó ba. Mày biết gì mà nói? Sao không biết? Thân tỏ cho em miếng cá hay sao? Nè mày, của tao. Ba anh đánh con. Tùy. Sao quýnh em? Yêu nhau là gì hả ba? Mày ngu lắm. Yêu nhau là đổi đồng hồ cho nhau, giống như chị Đào anh Quang vậy đó. Thôi, thôi thôi đi. Các con còn nhỏ, không phải việc của các con, thấy không? Trách nhiệm của các con là phải nghe lời chỉ của con, đúng không? Dạ đúng. Đúng không? Dạ đúng. Vậy chứ. Việc con thương thằng Quang hay là thương ai đó là do cái quyền quyết định của con. Chú thím tôn trọng tự do của con. Tôi nói vậy à, phải không bà? Chị hai, em nói chị nghe nè. Em thương chị lắm. Sau này có phòng riêng, chị đừng cho mấy ảnh vào, mấy ảnh hay chọc chị lắm. Ồ, hôm nay em đẹp quá. Mình đi đâu anh? Đi đâu tụi em? Ra Bình Đằng ăn kem, tại vì em có hẹn với nhau bạn gái ở đó. Hôm nay anh sẽ cùng em khám phá một bất ngờ. Thiệt không? Bất ngờ gì vậy? Rửa xe anh. Rửa xe thay nhớ. Dạ được. Kêu cái cỏ dơ kia rửa xe cho tôi. Quang! Quang! Lại đây rửa chiếc này trước đã. Thêm ở đây à? Nhớ rửa cho sạch nha. Tôi sẽ bo đàng hoàng. Tôi cố tình đưa Phượng tới đây à? Đâu có. Tôi vô tình thôi. Về chưa? Đào về trước đi. Buồn hả? Không. Hơi sức đâu mà giận bọn nhà giàu khinh người đó. Việc này là do thằng Tuấn bày trò. Còn Phượng thì sao? Phượng thì hoàn toàn vô tình. Nếu cô ấy yêu cậu thì đã không xử sự như vậy. Vậy phải xử sự thế nào? Phải tát vào mặt thằng đó. Nó không có quyền khinh những người con trai như Quang. Nó là thằng chó chết. Tôi căm ghét nó. Tóm lại cậu đừng buồn nữa. Đào sẽ giúp Quang. Mình cảm ơn Đào. Kính thưa quý vị, cho phép tôi được thay mặt Madame Kiều Diễm Phượng, tức vợ của tôi, nói lên lòng hân hạnh và cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong buổi sinh nhật hôm nay. Xin mời quý vị. Dạ. Yeah. Xin mời. Thì chúc mừng ạ. À. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Chúc mừng. Xin mời. Chúc mừng. Xin mời. Cảm ơn. Xin mời. Cảm ơn. Dạ mời anh. Cảm ơn. Dạ. Em ra ngoài chút xíu nha. Nhắm nghe em. Xin chúc mừng. Phượng, sao con lại ngồi ở đây? Má ơi, con thương má lắm. Mỗi năm, cứ đến ngày này, con lại được đứng cạnh cả ba lẫn má để mà diễn vở kịch Đại Hạnh Phúc Gia Đình. Con
con đã diễn xong vai của mình rồi. Còn bây giờ thì con đang ngồi nghỉ. Phượng, má đã làm hết tất cả những gì má có thể làm để giữ cho cái gia đình này khỏi tan vỡ. Có những cái má buộc phải chấp nhận. Má rất hiểu. Nhưng hôm nay là sinh nhật má. Má, con xin lỗi má. Con biết là con không có quyền làm má buồn trong ngày này. Con uống rượu à? Dạ, con buồn quá. Dạ thưa, ông kêu bà ra tiếp khách. Con à, làm người đàn bà khó lắm. Nhiều khi phải biết nhịn nhục để giữ lấy cái gia đình. Con hiểu không? Dạ. Con có ra với má không? Dạ, má cứ ra trước đi. Một chút nữa con ra. Cô thay cái áo khác đi. Dạ. Dạ thưa cô, cô có khách à? Ai vậy? Tôi đâu có mời ai đâu. Dạ, một cô gái trẻ xin gặp cô. Chị mời cô ta vào nhà và nói chờ tôi một chút. Xin lỗi, chị là... Dạ, chào chị. Tôi là Đào, bạn cùng sớm với anh Quang. Tôi đến tìm chị đó. À, anh Quang ngày chị đến đây phải không? Dạ đâu có. Anh Quang đâu biết tôi đến đây. Khó khăn lắm tôi mới tìm được địa chỉ của chị á. Mời chị ngồi. Cảm ơn. Như chị đã biết, sự việc đáng tiếc xảy ra ở trạm rửa xe trưa qua. Tôi chứng kiến tất cả, vì tôi làm việc ở trạm xăng ngay đó mà. À, thì ra vậy. Tôi nhận ra chị rồi. À, mà chị uống gì không? Dạ cảm ơn, tôi không khát. Hay là uống rượu với tôi đi. Hôm nay tôi muốn uống rượu. Xin lỗi, tôi không biết uống rượu. Tôi đến đây chỉ để nói với chị về Quang. Về Quang? Đúng. Quang làm sao? Quang yêu chị. Và nếu chị thật lòng yêu Quang thì chị đừng làm khổ anh ấy nữa. Chị làm rồi. Giữa tôi và Quang không hề có tình yêu. Chúng tôi chỉ học chung trường với nhau mà thôi. Tôi xin lỗi chị. Tôi rất cần sự thông cảm của bạn bè. Nhưng mà không phải là tình yêu. Và Quang là một người bạn như vậy. Vậy còn Tuấn? Tuấn cũng có một gia đình bất hạnh như tôi. Nhưng anh ấy có đủ bản lĩnh để sống cho riêng mình. Còn tôi thì không. Trưa qua Tuấn cố tình lăng nhục Quang trước mặt chị. Vậy chị nghĩ sao? Tôi không thích cả hai. Tuấn thì đẻo giả, còn Quang thì nhu nhược cam chịu. Để đi đến được mục đích, Tuấn sẵn sàng giả dối, còn Quang thì chân thành đến mức ngốc nghếch. Dạ. Ba nhìn thấy con vật lộn với mấy tờ giấy cả tiếng đồng hồ rồi. Bộ bài toán khó lắm hả con? Dạ, bài toán khó lắm ba. Ba học hành chữ nghĩa ít, chẳng giúp gì được cho con. Ba nhớ hồi con 2 tuổi mới chập chững biết đi, đã vội chạy rồi té cái rầm. Ba hoảng quá vội chạy đỡ con dậy,
con không chịu rồi hét lớn lên. Rồi con đứng lên. Lúc ấy má con cười rồi nói: thằng này khá, lớn lên chẳng việc gì mà nó không làm được. Còn ba thì sao? Ba hả? Ba bao giờ cũng tin vào lời nhận xét của má con. Ba ơi, ba đi đâu vậy? Ba mới tìm được một việc làm thêm ở nhà hàng. Người ta cần một tay thợ điện chuyên nghiệp. Còn ba cần tiền. Nhưng mà ban ngày ba đã làm việc nhiều rồi, lấy sức đâu mà làm thêm. Thôi đi ba. Còn việc của con á, là phải giải cho xong bài toán đó. Hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Ông uống trà đi. Tệ nạn thanh niên ăn chơi quậy phá, có bầu rồi phá thai hàng loạt. Đó, má nó đọc đi. Tôi đã nói nhiều lần rồi, con gái lớn trong nhà như trái bom nổ chậm. Má nó chiều con quá, rồi lỡ có ngày thì đẹp cái mặt. Con nó lớn rồi, nó biết suy nghĩ, phải tôn trọng nó. Thế nào là tôn trọng? Nó là con tôi hiểu nó. Tôi biết rằng nó sẽ không bao giờ như vậy. Gần đây nó buồn. Buồn cái gì? Tiền bạc tôi chu cấp cho mẹ con bà đầy đủ. Nó có thiếu thứ gì so với bạn bè nó đâu. Nó buồn vì ông. Còn chuyện gì thì ông tự biết lấy. Ông lấy tiền cho gái, mở shop bán quần áo. Bà nên biết rằng, tôi hùng vốn đi bán thử xem sao. Nếu được, thì mình đầu tư lớn. Còn mấy cô bán hàng, tất nhiên là phải xinh đẹp, mới có khách chứ. Tôi không muốn nói chuyện này với ông. Tự ông suy nghĩ lấy. Tôi chỉ nhắc ông, lúc này con nó không được khỏe, ăn uống ít, là vắng nhà luôn. Thôi chết rồi, bộ con mình nó vậy hả bà? Rồi bây giờ mình làm sao đây? Đó, tôi đã nói với bà nhiều lần rồi, con hư tại mẹ, có bao giờ tại cha đâu. Một tuần nữa sinh nhật con, ông tính sao? Ủa, sao lẹ vậy? Lại sinh nhật nữa sao? Đầu để tôi tính coi. Ba ngày nữa là tôi đưa đoàn Đức đi Vũng Tàu, 4 ngày sau là tôi đưa đoàn Pháp lên Đà Lạt. Tôi chết rồi, vậy ngày đó tôi ở Đà Lạt rồi. Thôi cũng được, vậy má nó ở nhà lo cho con giùm tôi nha. Năm nay nó cũng không muốn tổ chức sinh nhật ở nhà, nó định kéo tụi bạn đi chơi đâu đó, tôi cũng chưa rõ. Bà hỏi kỹ xem con định làm sinh nhật ở đâu, rồi bà cho nó tiền. Bà nhớ cho nó kha khá nghe. Tội nghiệp, con mình năm nay nó đã tròn 20 tuổi rồi. Phương nghĩ gì vậy? Phương không nghĩ gì hết, ngoài sự trống rỗng, kể cả sinh nhật sắp tới của Phương nữa. Vậy bao giờ sinh nhật? Một tuần nữa. Quang có đến dự không? Nếu như Phương mời. Mời chứ sao lại không? Vậy thì Quang sẽ đến. Ừ. Phương nè, Quang có thể giúp được gì cho Phương? Phương muốn có cuộc sống độc lập,
không ăn bám gia đình. Sau sinh nhật, Phượng sẽ xin đi làm thêm và chi tiêu những đồng tiền mà mình làm ra thôi. Được không Quang? Được chứ. À, mấy giờ rồi? Kể trễ giờ học đó. Ủa? Ủa? Nó hư rồi hả? Nó chết rồi Quang à. Phượng mua lâu chưa? Cứ tướng tặng mình đó. Quang biết không? Lúc đầu á, nó chạy tốt lắm. Nhưng mà về sau á, sao nó hư hoài à? Kỳ ghê á. Nó đâu? Cái thằng ngồi rửa xe phải không? Nó đó. Ê tụi bay, tao thấy thằng này có bộ ngon à. Hãy dạy cho nó một bài học, nhắc nhở cho nó biết nó là ai. Để tao lo. Ồ, xin chào Quang. Tôi muốn gặp anh có một chút việc riêng. Anh còn nhớ tôi chứ? Tôi còn nhớ. Ồ, tôi rất vui. Và mong rằng anh hãy quên đi chuyện bữa trước. Chúng ta là bạn bè mà, phải không anh? Tôi rất mong gặp lại anh tại buổi sinh nhật của Phượng sắp tới. Anh đến chứ? Anh đến nha. Sự có mặt của anh sẽ là niềm vinh dự cho chúng tôi. Tôi sẽ đến. Tạm biệt. Đào đã nghe. Đào nghĩ Quang không nên đi. Vì sao? Đào không biết. Nhưng Đào linh cảm thấy không hay. Có thể tụi nó đem mình ra làm trò cười đó. Còn Quang thì muốn biết xem chúng nó sẽ cười mình như thế nào. Tùy cậu thôi. Dạ thưa chú ba. Dạ cô gặp tôi có việc gì? Dạ thưa, cháu sắp nghỉ hè, cháu xin làm thêm một ca nữa là 2 ca, được không chú? Vậy thì tốt, đang thiếu thợ, chỉ sợ cậu không đủ sức mà làm thôi. Dạ còn một việc trước mong được chú giúp ạ. Cháu xin ứng trước 3 tháng lương, được không chú? Không được đâu anh bạn à, xài hết tiền rồi cậu lại bỏ tôi thôi. Dạ thưa chú, cháu không bao giờ dám làm như vậy. Không được là không được, nếu như vậy là sai nguyên tắc, cậu biết không? Dạ cháu có một người bạn gái, sắp đến ngày sinh nhật của cô ấy. Dạ thưa chú. Dạ bạn gái à? Chà phức tạp đây. Dạ ứng trước 1 tháng được không? Dạ không được. Bạn gái thân không? Dạ rất thân. Thân à? Vậy tức là nồng nàn. Dạ ứng trước 2 tháng. Ok. Dạ cảm ơn chú. Đây là đồng hồ mô đen mới nhất của thị sĩ đó. Cái đồng hồ này giá bao nhiêu? Đúng giá 1,5 triệu, đồng hồ xịn đó. Em chưa có đủ tiền, nhưng em sẽ quay lại mua nó. Được. Quang à, con đi đâu tới bây giờ mới về? Nói cho ba nghe đi, đã 3 hôm nay con về trễ, con đi đâu, làm cái gì? Dạ, con đi mượn tiền, mà không mượn được. Mà con mượn tiền để làm cái gì? Rồi con lấy tiền đâu ra trả, trong khi con vẫn còn phải đi học. Con có chuyện quan trọng cần đến tiền. Trong vòng 5 tháng, con sẽ trả đủ bằng tiền đi làm thêm của con. Quang,
Có chuyện gì quan trọng nói cho ba nghe đi. Dạ không, chuyện này con không thể nói với ba được. Quan trọng nhất bây giờ là con phải học hành cho tốt. Chứ không phải đua đòi để ăn chơi. À, con không ăn chơi. Vậy con cần tiền để làm gì? Con cần tiền cho chuyện của con. Ba làm sao biết được? Tụi nó khinh rẻ con nghèo hèn. Con chưa bao giờ xấu hổ vì điều đó. Nhưng con cần tiền, vì đây là chuyện quan trọng đầu tiên của cuộc đời con. Con không muốn chúng nó coi thường con. Quang, con nói gì vậy? Con đã lớn rồi, con biết được những việc gì con làm. Con sẽ lo học và làm việc thật nhiều để kiếm ra thật nhiều tiền. Quang, ba, con mơ ước xây lại căn nhà này cho ba, xây lại mộ cho má, kiếm được nhiều tiền để tuổi già của ba đỡ cực. Nhưng bây giờ thì con chưa thể làm được. Quang. Dạ. Lại đây con. Con ngồi xuống. Quang, ba chỉ là một người thợ máy. Những đồng tiền ít ỏi của ba thấm đầy mồ hôi và dầu mỡ, nhưng chưa bao giờ ba đặt nó trên danh dự của ba, trên tình cảm của ba đối với con cả. Con cầm lấy, từ nãy ba trao nó cho con. Dạ, cảm ơn ba. Má để gói quà từ hôm qua tới giờ mà con cũng không thèm mở ra coi nữa. Tại vì con đã biết quà đó là của ai và bên trong là cái gì. Cái này của thằng Tuấn, để má mở ra coi nha. Trời ơi, đẹp quá. Đó, vậy con còn đòi hỏi gì nữa? Má, con đâu có đòi hỏi gì quá đáng đâu. Con chỉ cần người yêu con phải có một trái tim. Mà Tuấn thì không có. Con à, mình là đàn bà con gái. Má ơi, có lúc con sợ, rồi con cũng sẽ như má. Suốt đời không có nổi một người đàn ông nào để yêu thương mình thật lòng. Thôi, má xin con đừng nói nữa. Má, Quang ơi, Quang. Ủa, Đào. Ờ, chuyện gì vậy? Quang đừng đi, Quang đừng đi, Đào lo lắm. Ở nhà ngoan, mình sẽ trở về. Đừng đi Quang, tụi nó. Quang. Chúc mừng sinh nhật, cảm ơn bà. Cảm ơn. Cảm
Sinh nhật vui vẻ nha. Cảm ơn nha. Sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu vị khách quý của chúng ta, anh Trần Quang. Xin mời anh Trần Quang. Trần Quang là sinh viên năm thứ nhất, nhưng thưa các bạn, cái đó không quan trọng. Xin quý vị và các bạn hãy đoán cùng chúng tôi xem Viên Ngọc Sáng đang đứng trước mặt của chúng ta là ai. Ê, đưa tao. Đây. Xin trân trọng giới thiệu, đây là anh thợ rửa xe Honda lành nghề. Các bạn có thể ghé ngã bảy với giá rẻ bất ngờ cho bạn trai và miễn phí cho bạn gái. Thật sự quá kỳ quá, ai mà giới thiệu vậy, không thể như vậy được. Quay hông rửa xe vô dầu mỏ mua đâu. Ê, ông ở bay rửa xe đáng bao nhiêu vậy? Anh kêu chị thôi đi, đủ rồi, hay thôi giờ mà giữ cần người khác. Xin lỗi các bạn. Tôi đề nghị các bạn trật tự. Trật tự. Xin mời anh Quang. Mời anh. Cha, hôm nay Quang diện quá. Phượng không còn nhận ra Quang nữa. Xin chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của bạn. Xin tặng bạn cái đồng hồ đẹp. Cảm ơn. Không đi, không đi. Sao vậy? Ủa, Đào. Ý, anh Huy. Sao anh ở đây? À, hôm nay ban nhạc của phường mình chơi cho đám sinh nhật này nè. Mà Đào đi đâu đây? Em hả? Làm nói nghe. Sinh nhật của Phượng bằng một điệu nhảy rap thật vui. Anh Tuấn coi nè, chả không biết nhảy đạp cho chân em đau quá.
Có biết nhảy không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, nhà tôi đâu có đạp chân cô. Có đạp. Tôi không có. Tại sao chân tôi đau? Cô lầm rồi. Lầm cái gì? Rõ ràng anh đạp chân tôi. Không có mà. Có. Thành rửa xe mặt rẹp, biết điều thể xin lỗi cô gái này, rồi sau đó phải xin lỗi tao. Rồi mày hãy cút khỏi nơi đây, hiểu chưa? Nếu như cô cho là tôi đạp vào chân cô thì tôi thành thật xin lỗi. Còn mày, tao xin thay mặt cho tất cả những sinh viên nghèo phải đi làm thêm kiếm sống để có tiền ăn học, tao cấm mồm. Xin lỗi đi, xin lỗi, xin lỗi đi. Xin lỗi hả? Xin lỗi. Mày hãy nhớ tao. Tao sẽ không bao giờ quên những thằng như mày trong cuộc đời của tao. Đừng lại ngay. Nếu các anh chị còn cố tình quậy phá, chúng tôi sẽ cho ngưng ngay buổi sinh nhật này. Hãy nhớ điều đó. Thằng Quang đó hả? Dạ thưa con. Tại sao mày ở đây? Dạ. Dạ. Có phải vừa rồi con gây lộn đánh nhau không? Dạ thưa ba. Con. Ba. Con xin lỗi ba. Đừng có theo ba. Cái chỗ làm của ba nó dơ bẩn lắm, không xứng đáng với những người sang trọng như con. Phương. Phương. Anh. Các bạn thân mến, xin hãy bỏ qua chuyện vừa rồi. Nó không xứng đáng để chúng ta phải nhớ tới nó. Hôm nay nhân dịp Phượng tròn 20 tuổi, cái tuổi mà người ta gọi là tuổi vào đời, chúng tôi xin giới thiệu một cô gái khác. Hôm nay cô ấy cũng vừa tròn 20 tuổi, và cô ấy sẽ hát một ca khúc để riêng tặng cho người bạn trai của cô ấy.
chưa nói cho hết bao nỗi thương niềm nhớ. Em vẫn yêu anh. Giờ anh xa mỗi em biết em mất anh rồi đây. Tình thơ ngây quá e ấm chưa nói câu tình ai. Để em heo úa mang trái tim thắm bao ngọn gió. Quên.